Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 con huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Hello hello, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày nay mình sẽ gửi cho tất cả các bạn một siêu phẩm, đó là Scoot ở rank cao thủ đánh đơn này tất cả các bạn nhé. Đây là một clip nó mình nghĩ nó sẽ giúp ích cho tất cả các bạn nào có đam mê chơi những vị tướng tanker, hoặc là đặc biệt là Scoot trong vai trò đi rừng. Thì nó sẽ giúp ích, rất bổ ích cho tất cả các bạn trong clip này, khẳng định luôn. Khi mà mình đối đầu với thằng Murat bên kia, thì trận đấu này thì trước khi chơi Scoot thì mình sẽ nói đến vì điểm mạnh của Scoot. Nhưng ngày xưa Scoot là một vị tướng sát thủ đấu sĩ, thì nhờ đến tích nội tại châu 2 thì chúng ta sẽ có những đòn đánh rất đau. Nhưng thấy vì bây giờ những đòn đánh của Scoot nó máu càng nhiều thì sát thương càng cao, thì chúng ta sẽ chơi theo kiểu là lên thật nhiều máu như Scoot để chúng ta có lượng sát thương tốt và chống chịu tốt. Vai trò của Scoot khi nó thay đổi thì nó là một cái vai trò gọi là quấy nhiều team địch, quấy nhiều đội hình đối phương và can quét, không cho thằng xạ thủ bắn thằng khác ngoài mình. Để tận dụng vào cái điểm mạnh của vị tướng Scoot đấy, thì trong trận đấu này mình sẽ áp dụng vào một cái gọi là quấy nhiều đội hình đối phương và làm cho đối phương nó sẽ bàng hoàng và băn khoăn từ đầu đến cuối trận mà không có thể phám được, và không có một cái gì gọi là yên tâm từ đầu đến cuối trận, và sẽ giúp cho team mình được phám thoải mái, được di chuyển tẹt gá. Đấy, nhiệm vụ của Scooby-Doo đơn giản thôi, nó coi khu rừng, coi cái nhà của team địch là cái nhà thứ hai của mình. Thì ngày hôm nay các bạn hãy xem cuộc giao chiến của Scooby-Doo với trong vai diễn biến Cương Lao sẽ cho các bạn. Ôi thằng Murat thế này chết đâu các bạn này. Cái gì? Ôi giời, chứ được anh em ơi, thì nó vẫn bế về được thằng KK đi xí này hay thật. Đấy, hiện tại mình vẫn chưa có cái Real Leviathan nên mình phải chấp nhận các bạn ạ. Khi nào mình có cái Real Leviathan thì nó chết với mình luôn. Tại vì sao mình lại không hướng dẫn cách combo hay là cách chi tiết của vị tướng này, bởi vì đơn giản thôi, các bạn không cần phải hiểu nhiều đâu. Bởi vì vốn gì rằng Scooby-Doo ở phiên bản này nó không phải là sát thủ nữa, nó chỉ là một vị tướng tanker. Mà tanker thì các bạn hãy chơi theo cái clip này của mình thôi, thì mình nói với các bạn bao hiệu quả cực kỳ luôn. Đấy, Scoot nó là một vị tướng, nói chung là để mà nói là nó khác với các vị tướng tanker khác, bởi vì nó có thể là cực kỳ trâu bo luôn. Nó trâu lắm các bạn ạ. Đây rồi, bây giờ thì mình sẽ, nói chung cái mục tiêu của mình bây giờ nói chung là sẽ không đi gánh nhiều, mà mình sẽ tập trung vào khai thác rừng của thằng Murat. Đấy, mình sẽ biến rừng của thằng Murat thành cái rừng thứ hai của mình. Thì biến như thế nào các bạn hãy xem đi. Sơ sơ qua thì mình phải phạch được có 3 cái con lính này thôi các bạn ạ. Mới được 3 con lính ở bên bô đỏ thôi, mới có thôi. Còn hiện tại thì bình tĩnh các bạn nhá. Rồi thằng Thế này đấm rồi, chết rồi, khả năng giết được. Rồi giết được thằng Thế, trổ thằng Thế này không được các bạn ạ. Đấy, cái chiêu hái của Scooby-Doo thì nó sẽ dễ dùng hơn phiên bản trước rất nhiều. Bởi vì khi phiên bản trước nếu mà Scoot chưa bị nép ấy, thì các bạn kích hoạt chiêu 2, các bạn đấm một cái thì nó vẫn ra đám nhưng nó sẽ yếu. Còn phiên bản này thì nó sẽ cho các bạn đấm luôn cái sát thương to nhất của Scooby-Doo, cho nên các bạn rất là dễ chơi. Rồi, có màng này chắc chắn một màng cho mình, ngon lành các bạn nhá. Đấy, rồi mình, nói chung là mình lên cái Real Leviathan thì cái thằng Murat chết. Đấy, bán quái rừng nó hết rồi. Rồi mình về mình đào thêm một lượt quái rừng của mình nữa. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cái hành trình cuộc giao chơi của Scooby-Doo các bạn nhá. Và trước khi đến một cuộc hành trình đấy thì mình xin nói một chút rằng các bạn đang có nhu cầu mua quân huy. Thực sự quân huy bây giờ thì không có quân huy ngày xưa như nạp lầu nữa, mà bây giờ là nạp chính thống. Mình sẽ nạp chính thống với tất cả các bạn bằng tiền các bạn nhé. Nhưng mình có một cái cách nạp thì nó sẽ rẻ hơn bình thường. Ví dụ như các bạn nạp 500.000 thì các bạn sẽ được rẻ đến tầm khoảng 450 hoặc 650. Các bạn nạp càng nhiều thì các bạn sẽ rẻ hơn càng nhiều. Hiện tại mình chỉ có một cái gói quân huy dao động là tầm khoảng 550 đến 580.000 cho 1.300 quân huy cho đến 1.400 quân huy các bạn nhé. Nó dao động, không phải khi nào cũng có. Lúc thì có 1.300 quân huy, lúc thì có 1.400 quân huy, dao động từ 550 đến 580. Đấy, cho nên là rồi cái pha này từ đập Murat rồi, khả năng giết được nó đâu. Hiện tại là trận chúng Scoot để mà bắt được thằng rất là khó. Rồi không sao,
nó chỉ dao động như vậy thôi, cho nên sẽ giúp các bạn rèn tâm 50, 60, 70, 80, lúc thì rèn 40, lúc rèn 30, lúc rèn 80, lúc rèn 90, còn lúc thì rèn cả 100.000, tùy thuộc vào cái kênh nạp kiểu cái kênh nạp đó nó như nào. Đấy, mình chỉ là người gọi là chỉ nói chung là một kênh để nạp cho tất cả các bạn, mình chỉ lời một đơn tầm khoảng vài chục thôi các bạn ạ. Đấy, cho nên thực sự là cái này thì mình chỉ làm cho vui thôi, cho nên bạn nào có nhu cầu nạp mà không có một người nơi tin tưởng nạp thì các bạn hãy nạp cho mình các bạn nhé. Đấy, có sự kiện các thứ báo rẻ, nạp càng nhiều càng rẻ. Rồi, tiếp tục thì sau cái review Leviathan thì mình sẽ tiếp tục lên cái video khẳng phép để khắc chế con Pain và con KDC luôn. Còn bây giờ thì các bạn hãy nhìn đấy, cuộc giao chơi của Scooby-Doo đây. Rồi làm gì, làm gì nào. Đấy, các bạn đừng có thắc mắc nhiều nhé, bởi vì là cái nhà của nó là nhà của mình đó. Đấy, thích bắn trụ giờ nào là mình bắn giờ đấy luôn. Thôi thằng Caffini đâu rồi. Đây, mình sẽ, đây, nó lui về trụ mình đi đằng này. Còn nó đi đằng kia thì mình sẽ đi đằng này. Đấy, Caffini này, đấy các bạn nhé. Scooby-Doo nó chơi rất là khó chịu ở một cái đồ là bởi vì từ giai đoạn này thì ai giết được. Giai đoạn này không có cái lường đáng của thằng Caffini ấy, thì mình khẳng định các bạn không thằng nào nó giết được mình hiện tại bây giờ luôn. Cho cả thằng Murat chém ấy. Đấy, Murat này dư thì nói chung là mình phám nát cái rừng của nó đó, coi như cái rừng của nó là. Đấy, thằng Murat mà khôn thì quá cái rừng mình mới chơi. Đấy các bạn nhá, đây. Ui dồi ôi trời. Một con bươm bướm mà không mất một giọt máu đào nào thì chơi cái gì nữa các bạn. Rồi tiếp tục nào, cái gì Pến à. Cho mày đập, cho mày lao đập. Ôi dồi ôi, một con bó của Karinsi nó mất và mất tí máu như thế chứ cái gì. Rồi các bạn nhé, lại tiếp tục ăn con mua đỏ các bạn. Không biết Murat như nào nhưng mà thực sự tím địch nó cũng rất cố gắng. Các bạn phải hiểu là Karinsi và Pen nó rất là cố gắng để đuổi mình đâu nhưng mà không thể các bạn, nó bị nó đấu quá. Rồi thằng nào này đây rồi. Ôi thằng Pen trời không được các bạn. Rồi cho nó chạy không sao. Cái mục đích của mình trong clip này không phải là đi gánh ăn mảng, không phải là sát thủ, mà cái mục đích của mình muốn cho các bạn thấy rằng Scooby-Doo chơi cái vai trò quỷ nhiều nên nó còn khổ nàn hơn rất nhiều là các bạn đi gánh. Đấy, cần gì đi gánh, các bạn cần đi gánh không? Không cần đi gánh. Cái lượng màng thực sự nó không cần phải vượt trội nhiều, nhưng mình đã làm cho team địch một cái hệ thống team địch của nó kiểu cảm giác như là lúng lấy và team địch cảm giác nó rất là khó chịu đối với Scooby-Doo thôi. Có như rừng của nó có như chắc có. Cái rừng của nó rừng của mình thôi, chứ mình không cần thèm hay phám rừng mình đâu. Đấy, bởi vì cái nửa bản đồ trên của team địch là nhà của mình rồi. Còn cái nhà sáu tí chó như nào ạ? Xả thủ mình phám, mít mình ăn bùa sánh. Đấy, mình không cần nói nhiều, chỉ cần cái nhìn trước mắt là tí mình hơn một khu rừng rồi. Tí mình hơn khu rừng thì xả thủ ăn bùa đỏ, mít ăn bùa sánh, con tốp ăn mấy con quả nhỏ. Đấy là lợi thế hơn các đường khác. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là như nào ạ? À, được phám thượng phơi lý này, tím thì thương rừng có gánh không? Không bao giờ gánh tím mình. Đấy, thằng mít nó có di chuyển thương xuyên gánh không? Không bao giờ luôn. Vì như nào? Vì nó phải xả chiếu thức vào mình rồi. Thằng sơ pê thì như nào ạ? Thì lườn va lườn vờn như này thế này thôi. Cho nên là cái chiến thuật này nó thực sự là chiến thuật này là giúp cho tí mình xanh các bạn nhá. Chứ để nó là bởi vì có ăn màng đâu, có ăn màng đâu. Mình sẽ đấy cái cách làm thọt đối phương. Thằng Murat đã thọt lòi đấy ạ. Đấy, Murat đã thọt lắm đấy. Đấy các bạn, đấy bây giờ đấy cái Sơn Âu 4 tư tư. Thằng này thằng chơi gọi Sơn Âu 4 tư. Đấy, tím mình xanh. Tím mình xanh thì chẳng lẽ là tím gánh được mình. Đấy, đó nói tiếu vậy thôi. Thực sự là trong một trận đấu thì bản thân mình sẽ là người gánh. Đấy. Murat làm gì có đô mà làm một chén. Đến cái thằng Thến. Thằng Thến thì cái lượng máu nó dày hơn cả thằng Murat các bạn ạ. Có được đi phám đâu. Này dưới thằng Thến nó đi co ké với mình. Chơi cái kiểu gì mà mình cái kề nó chứ các bạn. Nó thích đi cho mình cái đi phám á. Thực chất là mình qua rừng nhà nó phám đấy các bạn ạ. Đấy chơi rất đơn giản thôi. Qua khu rừng nó phám. Đấy. Còn lại thì để tím địch từ thọt. Đấy các bạn nhé. Đây một trận đầu gọi là cuộc giao chơi Scooby-Doo. Đấy các bạn hãy áp dụng cái phương pháp chơi này cho mình. Khi các bạn phám rừng ở giai đoạn đầu tiên các bạn có view Leviathan rồi, thì các bạn sẽ áp dụng qua bên khu rừng của nó. Đặc biệt không đánh nhau. À lại hay cái chỗ đấy chứ. Để anh Cương ấy tại sao anh chơi một cái vị tướng mà anh không đánh nhau với anh. Đấy, bởi vì áp dụng cái chiến thuật này tím địch từ thọt và tím mình từ sánh ấy thì bắt buộc không được đánh nhau. Đánh nhau thì sẽ có nguy cơ chết, mà chết là em sẽ thọt. Cho nên rằng quá đấy chỉ ăn quái rừng thôi. Đấy. Và dí cái thằng rừng nó chạy. Đấy, nếu thằng rừng mà gọi đông đội dí mình thì mình lại chạy. Đấy, thì cuối cùng chả thằng nào phá được hết.
đấy, chả thằng nào phạm cả. Cho nên đấy, ui xời ba cái thằng này, ôi rồi ôi rồi Murat kèm đau quá, ôi rồi ôi sồi mũ, ôi rồi 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 xin lỗi xin lỗi xin lỗi, sorry 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 sorry, ui rồi ôi gì, bao nhiêu rồi, phút từ 10 rồi đấy, cảm ơn các bạn nhé. Nói chung là chúng ta sẽ chấm dứt cuộc trò chơi Squidu và bây giờ mình sẽ có. Our Dragon Lane Tower is under attack. Bây giờ thì người ta cứ bảo lao vào năm thằng dữ lắm. An enemy has been defeated. Đây rồi, đây rồi, cà phê này. Cà phê này. Đâu như thế mà lại lao thằng này lao thằng đó. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Như vậy là hết game rồi. An enemy has been defeated. Clip này thì keep an eye on Slayer. Someone needs to attack. No, we see Squeezy. You can't hide. You lost.